cũng được nhập viện trước thời điểm dự tiêm sinh khoảng 2 tuần và cũng được gây chuyển dạ và mổ chủ động. Thế còn những người mà có vết mổ cũ thì quan điểm tùy thuộc vào từng bệnh viện, từng cơ sở y tế, từng nhà trường khác nhau. Tại chỗ bộ môn phụ sản bệnh viện Vietjet 03 thì tất cả các vết mổ mà trên 36 tháng mà nếu lần mổ trước không phải do yếu tố đẻ khó cơ học thì vẫn được các thầy các cô theo dõi và có thể cho đẻ được đường âm đạo nếu như có chỉ định và đủ điều kiện. Với câu hỏi thứ nhất, em rõ cả chưa? Em nghe được không? Có. Có. Câu hỏi thứ hai, bệnh nhân có thai 28 đến 32 tuần, ối vỡ non, thì việc cân nhắc kéo dài tuổi thai và những phản ối như thế nào, cách dùng kháng sinh và theo dõi. Em cần phải khẳng định là thai 28 đến 32 tuần là thai non tháng và phân theo mức độ của sinh non thì khi thai từ 28 đến 32 tuần là sinh cực non. Thế thì với những trường hợp thai 28 đến 32 tuần thì ở thời điểm này thì nền y tế của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có thể nuôi để những sơ sinh có tuổi thai từ 28 đến 32 tuần sống được và có việc phát triển về thể lực và trí lực như là bình thường. Khi ối vỡ, tức là có sự mất liên tục của màng ối, nước ối sẽ chảy ra ngoài, thì việc giữ thai lại kéo dài được thêm vài ngày hoặc vài tuần là không thể, mà người ta phải lấy thai nhi đó ra và chăm sóc sự sơ sinh non tháng đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể lựa chọn thời điểm lấy thai ra ở thời điểm nào cho phù hợp. Tôi lấy ví dụ, người ta có thể tiêm các thuốc trưởng thành phổi và lấy thai nhi ra muộn hơn sau 6 tiếng, sau 12 tiếng, thậm chí là sau 24 giờ để cái phổi của thai nhi nó trưởng thành cho nó tốt, để em bé có thể đáp ứng được cái môi trường sống sau này. Thế còn khi đã có vỡ ối thì có nguyên nhân có nguy cơ nhiễm khuẩn ối. Và cái nguy cơ nhiễm khuẩn ối này thì bệnh nhân buộc phải sử dụng kháng sinh. Những kháng sinh an toàn nhất cho sản phụ khi đang mang thai và nuôi con bú là các kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin thế hệ 3. Như các thầy vẫn hay dùng, một thuốc an toàn nhất bây giờ là calacoran. Câu thứ ba là ngày cắt chỉ và chỉ định cắt chỉ ở sản phụ đẻ thường. Câu hỏi này là câu hỏi rất hâm, bởi vì là chẳng ai phải cắt chỉ. Chúng tôi tiến hành khâu tạo hình thẩm mỹ cho bệnh nhân bằng chỉ tiêu và chỉ tiêu chậm, không cần phải cắt chỉ. Câu thứ tư, khi nào cắt rốn một hoặc hai thì? Việc cắt rốn một thì hoặc hai thì tùy thuộc vào từng cơ sở y tế, từng bệnh viện và tùy thuộc vào cả cái nguyện vọng của bệnh nhân. Ví dụ thông thường thì người ta có thể cắt rốn một thì sau khi đỡ đẻ tích cực, nhưng một số những bệnh nhân đã có nguyện vọng và người ta có điều kiện chăm sóc tốt thì người ta tiến hành cắt rốn ở thì thứ hai, tức là cắt rốn đến sát bằng cái mặt da với hy vọng là cái rốn sau này nó sẽ đẹp. Thế tuy nhiên ở cắt rốn thì hai ấy, sớm ấy, thì cũng có những nguy hiểm nhất định. Ví dụ như một số bệnh nhân có tình trạng dò rốn hoặc là động tĩnh bệnh rốn nó chưa đóng lại thì có tình trạng chảy máu rốn thì khá là nguy hiểm. Vì vậy chúng ta cần chỉ định riêng cho từng sơ sinh một. Câu thứ năm, có dùng dung dịch gluco trong xử trí suy thai cấp không? Quan điểm không dùng vì sợ trẻ bị hạ đường huyết sau sinh có đúng không? Có hai trường phái trong xử trí suy thai. Trường phái của Nga và Đông Âu cũ thì họ có sử dụng gluco ưu trương kết hợp với vitamin C liều cao tiêm cho sản phụ nếu thai nhi đó bị suy thai. Và quan điểm của Tây Âu thì họ không dùng với hai lý do. Một là gây toan hóa máu, làm tăng nặng cái tình trạng nhiễm toan của sơ sinh khi mà bị ngạt. Thứ hai
là có một nguy cơ nhỏ hạ đường huyết sau khi sinh. Thực tế lâm sàng là câu trả lời chính xác nhất. Thì ở bệnh viện 103 tại khoa phụ sản, các thầy vẫn sử dụng rua ưu trương để truyền cho người mẹ khi con có bị thay đổi thiên tai hoặc bị suy thai, nó giúp cho khả năng chống chịu với tình trạng thiếu oxy kéo dài ra và bác sĩ có đủ thời gian để xử trí lấy thai ra bằng ngưỡng nặng hoặc là chuyển bệnh nhân đi mổ. Đó, chúng tôi vẫn sử dụng bình thường và thấy là tốt. Câu số 6, khi nào chiều tử cung đã vỡ vẫn có kinh nguyệt bình thường. Bệnh nhân bị chiều tử cung thì thường không thể có kinh nguyệt được bình thường. Câu hỏi này là vô nghĩa. Câu thứ 7, chỉ định và cách dùng kháng sinh dự phòng trong sản khoa. Kháng sinh dự phòng thì hiện tại đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều cơ sở y tế trong nước và cả nước ngoài. Tại bộ môn phụ sản 103 thì tỷ lệ dùng kháng sinh dự phòng cho các trường hợp bệnh nhân mổ phụ khoa hoặc sản khoa chiếm khoảng 75% số bệnh nhân mổ. Và hiện nay thì mỗi một năm trung bình có chúng tôi có từ 500 đến khoảng 1.000 ca sinh cũng được dùng kháng sinh dự phòng bằng đường uống trong quá trình chuyển dạ. Thế thì sử dụng khi nào? Tất cả các trường hợp mà phẫu thuật sạch và phẫu thuật sạch nhiễm thì đều được sử dụng kháng sinh dự phòng. Với các trường hợp chuyển dạ thì tất cả các trường hợp chuyển dạ tự nhiên không có nguy cơ nhiễm khuẩn, chẳng hạn như không có ối vỡ non, ối vỡ sớm trên 6 giờ, không có viêm nhiễm đường sinh dục, thể trạng sức khỏe của người mẹ bình thường, không có các vấn đề viêm nhiễm khác thì đều được chỉ định sử dụng kháng sinh dự phòng. Kháng sinh dự phòng thì như tôi đã nói, an toàn nhất cho bệnh nhân dùng đường tiêm vẫn là các oral. Còn đường uống thì chúng ta có thể sử dụng các cái kháng sinh uống thuộc nhóm cephalosporin thế hệ 3, hoặc nếu không em có thể dùng ampicillin cũng được. Em nghe được thầy không? Em nghe được không? Có. Dạ có. Câu số 8, cách khám phản xạ và trương lực trong thang điểm áp ga. Cái này là kiến thức vòng 1 mà hỏi gì hỏi mãi thế em. Trong 5 tiêu chí của thang điểm áp ga thì có 2 tiêu chí có liên quan đến phản xạ và trương lực cơ. Thế thì trương lực cơ thế nào là tốt? Khi trẻ đẻ ra nằm ở tư thế gấp, tất cả các cơ hoạt động bình thường, chân tay khô khoắng tự nhiên thì gọi là chưa được cơ tốt. Thế còn nếu mà trẻ không nằm ở cái tư thế gấp, chân tay khô khoắng kém, trương lực cơ không rắn chắc khi bác sĩ thăm khám sờ nắn thì là trung bình. Thế còn nếu mà không có trương lực cơ mềm và nhẽo, hoặc là không có cái cử động của chân tay thì là trương lực cơ kém. Về phản xạ thì có rất nhiều các phản xạ sơ sinh, có hàng chục các phản xạ, ví dụ như là phản xạ khóc, phản xạ ho, phản xạ hắt hơi, phản xạ mút, rồi phản xạ vồ vập, rồi phản xạ tự động đã bức, vân vân và vân vân. Thì chúng ta đánh giá từng loại phản xạ một, nó bình thường thì em kết luận là bình thường, nó hơi yếu thì em đánh giá là yếu, không có thì em đánh giá là bức kém. Câu số 9, bệnh nhân lần đầu mang thai thì chuyển ngoài tử cung, lần mang thai sau có bị nhiễm gì không? Phải chú ý gì để mang thai được như bình thường? Ở các nghiên cứu người ta đều chỉ ra rằng ở những bệnh nhân đã bị chuyển ngoài tử cung thì ở lần mang thai sau thì cái nguy cơ chuyển ngoài tử cung nó cao gấp khoảng 25% so với nhóm phụ nữ mà không có tiền sử chuyển tử cung. Do đó chúng ta cần phải theo dõi sát và cần phải kiểm tra sớm bằng định lượng beta HCG, bằng khám lâm sàng và đặc biệt là bằng siêu âm để đánh giá xem túi ối đã về trong buồng tử cung chưa. Thế khi đã về buồng tử cung rồi thì yên tâm hoàn toàn. Để sản phụ mang thai được bình thường thì quan trọng nhất là việc xử trí cái khối thai tử cung ở lần mổ trước, phải không được để tình trạng tái dính ở trong ổ bụng, ví dụ như là tổ chức máu, ví dụ như là ổ bụng không sạch, vân vân và vân vân. Thứ hai là bệnh nhân cũng chỉ nên mang thai lại sau lần chuyển tử cung khoảng 6 vòng kinh
để cơ thể kịp phục hồi về mặt chức năng sinh lý và nội tiết. Ngoài ra thì sản phụ cần làm tốt một số những cái công tác như là vệ sinh cơ quan sinh dục, công tác tư vấn để chuẩn bị mang thai và tư vấn khi bắt đầu chậm kinh và có thai. Câu số 10, sẩy thai không hoàn toàn là gì? Hay đơn giản hỏi thầy thế, tức nó chỉ sẩy một phần ra ngoài, có thể là sẩy một phần thai, có thể là sót lại rau, có thể sẽ sẩy lá rau, sót lại một phần múi rau, một phần màng rau, vân vân và vân vân. Tức là ý người ta muốn nói là không sẩy một thì, sẩy một thì là sẩy một bọc bao gồm có thai, phần phụ của thai ra ngoài và trong bụng cũng không còn gì nữa. Khi nào mà còn sót lại một tổ phần tổ chức thai hoặc phần phụ của thai trong lòng tử cung thì gọi là sẩy thai không hoàn toàn. Câu số 11, tại sao thai chết lưu dưới 20 tuần thì triệu chứng ra máu âm đạo là phổ biến, còn trên 20 tuần thì triệu chứng ra máu âm đạo ít gặp hơn? Khi tuổi thai dưới 20 tuần thì người ta thường khó xác định được thời điểm thai chết ở thời điểm nào. Và khi thai dưới 20 tuần mà chết vì không xác định rõ được thời điểm thai chết như thai trên 20 tuần thì đã có máy, đã có đạp rồi. Do đó thì thời gian nằm ở trong buồng tử cung của thai chết lưu thường lớn hơn. Và khi thai chết thì là một cái dị vật và cơ thể sẽ tống dị nguyên đấy ra ngoài, thì bằng triệu chứng là tống thai ra thì cổ tử cung bắt đầu xóa rồi mở và có triệu chứng của giao huyết. Còn ở 20 tuần thì bệnh nhân thường tự chẩn đoán được thai chết một cách dễ dàng hơn. Ví dụ như không thấy thai máy, ví dụ như là không thấy tử cung to lên, và đặc biệt là khi đi thăm khám rất dễ nhìn nhận. Do đó khiến cho giao huyết nó thường có muộn. Câu số 12, tại sao lại sử dụng salbutamol và tetbutalin trong bệnh nhân dọa sinh non? Dùng thuốc giảm co khác có được không? Các em đều biết là tất cả các thuốc giãn cơ trơn thì đều có thể được sử dụng đối với các bệnh nhân bị dọa sẩy thai hoặc dọa đẻ non. Với các thuốc mà sử dụng trong điều trị bệnh lý phổi như salbutamol hoặc là tetbutalin thì nó có một chức năng là nó làm giãn các cơ ở tiểu khí phế quản, do đó nó có chức năng làm giãn các cơ trơn ở tử cung và tác dụng là gây an thai. Ngoài ra một vài nghiên cứu còn cho rằng là các thuốc này nếu qua hàng rào thai có tác động tốt cho đến cái phổi của cái thai nhi non tháng đấy nữa. Hơn nữa cái tác động gây giãn cơ trơn của các thuốc thuộc nhóm này nó mạnh hơn so với tác dụng giãn cơ trơn của các thuốc giãn cơ trơn thông thường, ví dụ như nhóm papaverine, nhóm spamivarine, spatfong, buscopan vân vân, từ 10 cho đến 40 lần. Do đó sử dụng khá hiệu quả trên bệnh nhân bị dọa sẩy thai hoặc dọa đẻ non. Những thuốc này thì các em cần lưu ý là nó cũng có những nhược điểm, có những tác dụng phụ, và chống chỉ định trên bệnh nhân có những bệnh lý như tim mạch, huyết áp, ví dụ mạch nhanh trên 100 nhịp phút là không được sử dụng. Câu số 13, trong thời kỳ mang thai nếu phát hiện ung thư buồng trứng thì xử lý thế nào? Chúng ta cần phải đánh giá chắc chắn là ung thư buồng trứng hay không, ung thư ở giai đoạn mấy, đã có di căn hay chưa. Chúng ta cần đánh giá chính xác về cái tuổi thai ở thời điểm nào. Chúng ta cần đánh giá chính xác là cái sự phát triển của thai nhi là bình thường hay là bất thường, và thai nhi đấy nếu lấy ra khỏi buồng tử cung đã được hay là chưa. Chúng ta cần phải ghi nhận cái nguyện vọng của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân, và đồng thời cũng phải đánh giá cái năng lực của cái cơ sở y tế nơi bệnh nhân ấy đang điều trị. Thầy lấy ví dụ, nếu như tuổi thai lúc này là sau 30 tuần và ung thư thì người ta ưu tiên mổ lấy thai và xử trí ung thư luôn. Nhưng ngược lại, nếu tuổi thai của nó là dưới 22 tuần, thậm chí là dưới 28 tuần mà bệnh nhân có nguyện vọng để giữ thai thì là phải cố gắng điều trị ung thư, sau đó thì chúng ta giữ thai đến khi nào thai nhi trên 30 tuần để lấy thai ra ngoài. Thì việc điều trị cụ thể thì tùy thuộc vào từng bệnh nhân cụ thể các em ạ. Câu 18, câu 14, đi lâm sàng thì khi chuyển dạ, tim thai có thể lên đến 180 chu trên phút
nhưng mà các cô vẫn bình tĩnh. Thì tại sao mà phải mất bình tĩnh? Tim thai khi suy thì có hai loại, là giai pha thứ nhất là suy tim thai nhịp nhanh, thì tim thai lúc này nó nhanh lên thôi thì nó tăng cường bơm máu cung cấp cho oxy cho cơ thể của thai nhi. Giai đoạn này là giai đoạn cần phải cảnh giác nhưng chưa đến mức nguy hiểm. Nguy hiểm là khi suy thai mà nhịp tim thai chậm, lúc này bản thân thai nhi thiếu oxy trầm trọng, cơ tim cũng thiếu oxy, nhịp tim thai chậm dần. Nếu không được xử trí sớm thì nhịp thai sẽ lập rời rạc và dừng đập. Chính vì vậy ở bệnh nhân có nhịp tim thai nhanh, người ta vẫn có thể theo dõi thêm được một thời gian nữa. Trong lúc đó ta xử trí suy thai, được xử trí với mặt sản khoa để đảm bảo an toàn cho cả sản phụ và cho cả thai nhi. Tại sao sốt để gây tăng to tử cung? Đây là một câu hỏi rất hay. Các em phải đọc lại về cơ chế sinh lý bệnh của viêm và của sốt, mối liên quan giữa tăng cường dẫn truyền thần kinh cơ và sốt. Và chúng ta cần tìm hiểu xem là sốt này nó do nguyên nhân nào. Ví dụ nguyên nhân do một bệnh lý toàn thân, nguyên nhân do các bệnh lý trong ổ bụng, nguyên nhân các bệnh lý do đường sinh dục thì chúng ta có căn cứ để chúng ta kết luận. Thế còn các bệnh nhân mà bị sốt nói chung thì đều gây ra ảnh hưởng trầm trọng đến cái tuần hoàn tử cung rau. Tuần hoàn tử cung rau ảnh hưởng vì thai nhi rất dễ bị suy thai, ngạt thai, nguy cơ thai nhi bị chết lưu rất là cao. Nó làm tăng dẫn truyền thần kinh cơ trong quá trình sốt. Do đó cái nguy cơ xóa mở cổ tử cung nó nhiều hơn, nguy cơ cân co tử cung từ sinh lý thành bệnh lý nó cao hơn. Chính vì vậy người ta nói rằng cái sốt thì thường là gây cơn co tử cung. Với cách điều trị thì điều trị kết hợp thôi. Thứ nhất là các em phải điều trị bệnh lý sốt đó do nguyên nhân gì, điều trị theo nguyên nhân đó, kèm theo các em kê đơn điều trị cho cái thai đó giống như một bệnh nhân đang bị dọa sảy thai hoặc dọa sinh non. Em nghe được thầy không? Nghe được không? Có. Cảm ơn các em. Tiếp tục câu số 16. Thuốc hạ huyết áp nào cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú? Em cảm ơn các em đọc lại các cái thuốc hạ áp sử dụng trong những bị tiền sản giật nhé. Thì có tất cả các thuốc hạ áp, nếu mà đe dọa tính mạng bệnh nhân thì thuốc nào cũng phải dùng cả các em ạ. Thế còn thông thường nhất thì chúng tôi hay dùng cái Fidalazine viên là 250 mg, dùng liều một ngày 4 viên. Đây là thuốc được coi là an toàn nhất cho phụ nữ có thai và cho con bú. Câu số 17. Cách đánh giá tương quan giữa cơn co tử cung và suy thai. Em đọc lại giúp thầy cái bài hội chứng suy thai ngạt thai. Trong cái hội chứng suy thai ngạt thai thì người ta có đề cập đến DIP 1, DIP 2 và DIP 3. Em có nhớ không? Có nhớ ba cái DIP này không? Nhớ không các em? Em nghe được thầy không? Có. Thế thầy nói lại cái DIP 1, DIP 2 với cả DIP biến đổi biết thầy. DIP 1 ấy là được gọi là DIP nhịp tim thai chậm sớm. Tức là cái đỉnh của cơn co tử cung thì nó trùng với tim thai lúc chậm nhất hoặc lệch dưới 20 giây. Cái DIP này nó thường xuất hiện là do cái thai nhi nó đè cái ngôi thai vào tầng sinh môn của người mẹ. Cũng giống như khi chúng ta ấn nhãn cầu của chúng ta thì nhịp tim mạch chúng ta chậm lại. Em hiểu không nào? Thế còn nhịp DIP 2 là nhịp tim thai chậm muộn. Tức là cái đỉnh của cơn co tử cung ấy nó không trùng với tim thai lúc chậm nhất và nó lệch trên 20 giây. Tức là ngoài cơn co tử cung mà tim thai vẫn cứ chậm. Đây là DIP điển hình của suy thai. Còn DIP thứ ba là DIP biến đổi. DIP biến đổi thì tim thai lúc chậm, lúc nhanh, lúc chậm có thể trùng hoặc không trùng với đỉnh của cơn co tử cung. DIP này thì gọi DIP biến đổi, cũng là DIP nguy hiểm cần phải xử trí ngay. Thì người ta coi rằng là nó có thể bị suy thai hoặc là dây rau nó bị chèn ép. Chính vì vậy các em cần phải nắm chắc ba cái DIP này trên monitor sản khoa để chúng ta có xử trí đảm bảo an toàn cho thai nhi. Trên đây là thầy giải đáp toàn bộ 17 câu hỏi
của bạn top trưởng top Hải Dương đã gửi cho thầy. Mời em nào có hỏi gì thêm không? Xin mời các em. Mời các em. Dạ, em thưa thầy ạ. À, trong trường hợp mà trở ngoài tử cung ở vòi trứng ấy, thì nếu mà tiến triển mà sảy tự nhiên thì có cần phải xử lý gì không ạ? Sảy sảy tự nhiên và cả cả thai và khối thai ra ngoài âm đạo rồi ạ. Trường hợp tử cung sao ra ngoài âm đạo được? Nếu mà ở ở vòi trứng thì sảy ở trong ổ bụng. Nếu trong trường hợp mà sảy trong ổ bụng ấy, thì em thấy là có một trường hợp ở viện mình là bệnh nhân có chẩn đoán là trở ngoài tử cung, sau khi theo dõi 2 đến 3 ngày thì bệnh nhân lại được ra viện và chẩn đoán thì có beta HCG giảm dần mà không không cần phải xử lý ngoại khoa ấy ạ. Cái đấy gọi là trở ngoài tử cung thoái triển, tức cái thai đấy nó đang tự chết dần. Thì cái đấy cũng giống như em điều trị nội khoa ấy, em sử dụng metotrexat cũng mục đích để cho cái thai đấy nó gì? Nó chết. Đúng không nào? Tự tiêu. Nhưng mà nó chết như thế là thành một cái hoại tử vô khuẩn thì cơ thể nó sẽ tự thực bào đến sẽ tự ăn hết đi em ạ, không phải làm gì cả. Nó xảy vào bụng cũng thế mặc kệ. Miễn là không có tình trạng chảy máu ở trong bụng. Vâng. Cảm ơn em. Nếu có trường hợp nếu có đi. Trường hợp mà nó chảy vào ổ bụng ấy ạ. Chảy máu vào ổ bụng thì mình lại tiến hành mổ ấy ạ. Bất biết là như nào, nếu trong ổ bụng mà có máu trên một đơn vị mà tình trạng chảy máu nó vẫn tiếp diễn thì buộc phải mổ để cầm máu em ạ. Không mổ bệnh nhân chết mất, đúng không? Thoái triển nhưng mà nó vẫn vỡ em ạ, chứ không phải thoái triển mà nó không vỡ đâu nhé. Câu hỏi của em là rất là đúng. Mời các em khác. Mời các em. Em thầy, cái trở ngoài tử cung thể thông thường điển hình với đây trở ngoài tử cung thể vỡ ngập lụt ổ bụng thì có gì thấy phân biệt của em vậy ạ? Khác nhau hoàn toàn. Trở ngoài tử cung có mấy thể? 6. Mấy thể các em? Em nào biết không? 6 thể. Có 6 thể đúng không? Thế thì nếu có 6 thể thì các em cần phải biết là thứ nhất là thể chưa vỡ này, về mặt lâm sàng là thể chưa vỡ này. Hai là thể thông thường điển hình này, thứ ba là thể ngập lụt ở bụng hay ngập máu ở bụng này, thứ tư là thể huyết tụ thành nang hay huyết tụ tiểu khung, thứ năm là thể giả sẩy, thứ sáu là thể chửa trong ổ bụng. Thể thông thường điển hình thì lượng máu mất của nó ít thôi, nó thường mất dưới 500 ml máu, còn thể ngập máu ở bụng thì nó mất gì ạ? À? Rất nhiều máu. Thì vậy bảng lâm sàng nó có khác nhau không em? Có khác không? Thế thì chúng ta phải căn cứ vào đấy để các em căn cứ vào đấy để các em căn cứ vào triệu chứng lâm sàng để các em phân biệt chứ, đúng không nào? Ví dụ về cơ năng có những gì này, cái nổi trội của cái ngập máu bụng là hội chứng gì, chảy máu gì, chảy máu cái đấy dễ mà em, còn thể thông thường hình như không có những chuyện đó. Mời câu hỏi khác em. Em thưa thầy, trong cái mà cái hồi sức sơ sinh thì có cái thông khí nhân tạo thì nó có cái nội dung là thở oxy qua sôn với lưu lượng tự do, thì cái đấy là cụ thể là như thế nào thầy? 4-6 lít trên phút. 4-6 lít trên phút. Thở oxy qua mắt 4-6 lít trên phút. Mấy câu hỏi khác. Em thầy. Về cái thai ở trong ổ bụng ấy, trong trở ngoài tử cung ấy, thì dưới 28 tuần thì chúng ta có chỉ định mổ lấy thai ra ngay ạ. Còn thai sau 28 tuần thì chúng ta chờ đợi và mổ khi thai 36 đến 38 tuần ạ. Tại sao lại như vậy ạ? Câu hỏi của em có những phần đúng và phần không đúng đâu. Thứ nhất là nếu trường hợp chỉ trong ổ bụng mà giữ được thai sau 22 tuần em nhé, bây giờ mốc là 22 tuần không phải là 28 tuần nữa nhá. Thì lúc đấy cái thai nhi nó có khả năng sống được. Khi đã có thể sống được thì ta sẽ cố gắng giữ nó đến 32 tuần thôi thì mổ, chứ không phải là 36 đến 38 tuần em nhá. Thế còn nếu mà dưới 22 tuần
thì cái nguy cơ cái thai nằm trong bụng ấy nó có thể gây vỡ, gây chảy máu, thì người ta buộc phải mổ để cứu ai? Cứu mẹ, cứu sản phụ nhá. Thế còn cái thai trên 2 tuần mà biết chửa trong ổ bụng thì bản thân cái thai nó đã tồn tại ở trong bụng người mẹ chung sống hòa bình rồi, người ta cố gắng lưu lại nó thêm tầm 10 tuần nữa, sau đó người ta mới mổ để lấy thai đấy ra ngoài thì cứu được cả mẹ, cứu được cả cả con. Em rõ chưa? Với câu hỏi khác. Alo, em thầy là trưởng ngoài tử cung, là những người gần mãn kinh thì có chỉ định là không làm gì cả, xong rồi cho người ta về lúc mãn kinh thì mình theo dõi. Thì trong những cái trường hợp ấy thì bao giờ mình cho người ta về và mình theo dõi sau khi mãn kinh, người ta mãn kinh rồi theo dõi? Trưởng ngoài tử cung ấy, em cho về thì em bôi bệnh nhân kinh này luôn. Không, u sơ tử cung rồi ạ. Hả? U sơ tử cung ạ. U sơ tử cung mà người tiền mãn kinh, người tiền mãn kinh mà nó chưa có biến chứng thì không phải điều trị gì cả. Tại sao như thế? Bởi vì lúc đấy cái buồng trứng của bệnh nhân không hoạt động, thì có tình trạng cường estrogen không? Không còn nữa đúng không? Nguy cơ khối u nó phát triển cao lên không có không? Hầu như là không, không có đúng không? Đó, u sơ tử cung là bệnh lý lành tính, là bệnh lý ác tính, lành tính đúng không? Nên bệnh nhân được cho về và theo dõi 3 tháng, 5 tháng kiểm tra lại một lần. Dạ vâng. Với các bạn khác, xin mời các em. Em nên thấy là trưởng ngoài tử cung mà thể tự thoái triển ấy, thì sau đấy thì có cần phải dùng thêm methotrexate để tăng thêm để tăng thêm diễn biến của thoái triển hay không ạ? Em ăn no rồi ra mà em lại ăn thêm bữa nữa. Nó thoái triển rồi thì mục đích mình dùng để làm gì em? Để cho nó thoái triển đúng không? Vâng. Bản thân nó đã không sống được rồi thì em tác động, vì cả bản thân mới biết đó, nó là thuốc chống ung thư, có độc không? Có. Thời gian bán thải của nó là bao nhiêu em biết không? 8 tháng đấy, nguy hiểm lắm. Ừ. Dạ. Như em nhé. Dạ vâng ạ. Ừ. Mời các em khác. Xin mời các em. Em thưa thầy là bây giờ ở viện mình thì còn có dùng cái chọc Douglas để xác định trưởng ngoài tử cung không ạ? Chúng tôi bỏ nhiều năm nay rồi em ạ. Tại sao lại bỏ em biết không? Nó dễ gây biến chứng. có thể gây sốc giảm. Cái này, nhất là này. Thứ nhất là bản thân ngày xưa khi mà không có siêu âm và đặc biệt mô siêu bằng đầu dò đường âm đạo em ạ, thì xác định một cái chọc Douglas để tìm hiểu xem cái tính chất của cái dịch ở cùng đồ đó là cái dịch gì để người ta có biện pháp chẩn đoán và xử trí kịp thời. Nhưng bây giờ thì bệnh nhân đã có siêu bằng đầu dò rồi, chọc Douglas thì thường dùng để kết hợp hai mục đích, ngoài chẩn đoán ra người ta điều trị luôn, ví dụ như cái thầy đặt dẫn lưu qua cùng đồ chẳng hạn. Chứ còn bây giờ mà chọc gió Douglas thì nó có mấy cái tác dụng, một là mấy cái tác dụng nó không không tốt. Một là nó biến ổ bụng từ sạch thành ổ bụng không sạch đúng không? Thứ hai là ở một số tuyến mà muốn sử dụng cái máu vỡ thủy tử cung ấy mà truyền hoàn hồi thì không truyền lại được nữa, vì đã chọc rồi thì máu là máu nó bị nhiễm khuẩn rồi, không dùng được nữa các em nhé. Thế nên buộc phải chẩn đoán là không chọc Douglas là vì lý do như thế. Em cảm ơn thầy. Với các bạn khác. Xin mời các em. Ai hỏi gì nữa không? Em thưa thầy, trong sinh đôi mà có phát hiện truyền máu cho nhận giữa hai thai thì mình xử lý như nào? Cái chuyện hội chứng phân lưu trong sinh đôi là khá thường gặp, và bây giờ vẫn là một trong những cái điểm mà người ta cần phải tích cực điều trị. Về mặt điều trị cụ thể thì điều trị có nhiều kiểu phương pháp khác nhau. Thứ nhất là điều trị hỗ trợ, người ta có thể người ta tiến hành các cái biện pháp thay đổi tư thế nằm của người mẹ, để qua đó hy vọng là cái tư thế của hai cái thai nó sẽ thay đổi để lượng máu cấp cho hai thai nó đều đặn hơn. Nhưng việc này là khá khó. Còn mới nhất bây giờ
là người ta trong sinh nhiêu thật ấy, mà có những phân lưu ấy, người ta tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân đang chữa thai đôi, và người ta đốt các cái mạch máu thông nối giữa hai cái thai này đi em ạ. Thì ở tại Việt Nam mình thì hiện nay thì có một số bệnh viện đã bắt đầu làm được, trong đó thì chúng tôi đã sang và đã có thông qua một cái đề tài cho bệnh viện Đa khoa Tâm Anh bên Long Biên, và với gần đây nhất thì bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng đã triển khai được cái kỹ thuật này. Tuy kỹ thuật này là một kỹ thuật khá khó vì là một cái phẫu thuật trong buồng tử cung ở người phụ nữ đang mang thai thay đôi, thì nó cũng có rất nhiều những cái tai biến biến chứng khác nhau, nhưng đấy là một phương pháp điều trị khá là hiệu quả. Em rõ chưa? Dạ vâng, em cảm thấy ạ. Mời các bạn khác. Em thưa thầy, cho em hỏi là trong cái mà ngôi ngược ấy ạ, thì có ba kiểu là kiểu mông đủ, mông thiếu, kiểu mông, mông thiếu, kiểu đầu gối, mông thiếu, kiểu bàn chân. Thì trong cái ba cái ngôi mông thiếu đấy thì ngôi nào có thể đỡ để thường và ngôi nào phải có chỉ định mổ ạ? Em nói thế là không đủ. Ngôi ngược thì chia làm hai loại, ngược hoàn toàn, còn ba loại bé nói ngược không hoàn toàn. Cho mọi người không hoàn toàn thì tiên là tốt nhất ấy, là ngôi không còn kiểu mông em ạ. Thì đấy là kiểu có thể đã để con đường thông đạo được. Thế còn lại thì hai cái kiểu còn lại thì có được kiểu này có được cũng thuộc vào kiểu đôi gối lực, kiểu là chân thường của một. Em rõ chưa? Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Mời các bạn khác. Vâng, em thưa thầy. Em thưa thầy, trong trường hợp đầu tử cung mình xử trí dùng tiêm oxytocin vào tử cung hoặc là sau đó tiêm thêm bắp. Nếu mà sau tiêm oxytocin mà vẫn đờ tử cung thì xử trí tiếp thế nào ạ? Cách xử trí băng huyết sau sinh do đờ tử cung ấy là cái việc thường quy phải làm. Nên không dùng cái đường dùng như em bảo nhá. Cái tốt nhất của oxytocin là đường gì ạ? À? Đường tĩnh mạch, đường truyền. Bây giờ nếu dùng oxytocin thì các em có thể dùng liều đến 16 ống, tức là khoảng tầm 80 đơn vị qua đường tĩnh mạch. Thế còn nếu mà dùng oxytocin không được thì bây giờ em sử dụng duratocin với hiệu lực gấp khoảng từ 10 đến 100 lần so với oxytocin. Nếu dùng duratocin không được nữa thì các em kết hợp các biện pháp cơ học, lý học. Ví dụ như là các em cần phải kích thích cho tử cung co, rồi bẻ gấp tử cung lại, rồi nhét những cái bóng vào trong lòng tử cung bơm lên để cái cây cầm máu. Thế rồi các em có thể tiến hành khâu thắt động mạch tử cung qua đường âm đạo. Khó khăn hơn nữa thì các em phải mở bụng ra, thắt động mạch tử cung qua đường bụng, rồi thắt động mạch chậu trong, rồi sử dụng các mũi beta lanh, vân vân và vân vân. Có rất nhiều các biện pháp khác nhau trong xử trí băng huyết cho đờ tử cung em nhé. Em rõ chưa? Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Xin mời các em. Thưa thầy, thầy nói lại cho bọn em về tư vấn cho sản phụ để thường khi ra viện ấy. Tư vấn cho thì mỗi bộ nhân tư vấn khác nhau em ạ. Em thể tách ra làm tư vấn ra làm hai. Thứ nhất tư vấn cho sản phụ hay tư vấn cho sản phụ về chăm sóc gì? Sơ sinh. Thế về sản phụ thì em cần phải lưu ý là thứ nhất là người ta cần phải theo dõi tử cung co hồi thế nào, theo dõi sản dịch thế nào, theo dõi cái vết cắt may tầng sinh môn nó như thế nào, theo dõi cái vú của nó như thế nào, là bình thường hay là bất thường, rồi theo dõi từ một cách tự bắt mạch, rồi theo dõi thân nhiệt, vân vân và vân vân. Cái thứ hai em cần phải tư vấn cho người ta về ăn cái gì, ăn bao nhiêu, cụ thể thức ăn loại nào, ăn bao nhiêu bữa, tổng lượng calo là bằng bao nhiêu, phối hợp đồ ăn nó như thế nào, protein, lipid, glucid, yếu tố vi lượng. Rồi uống thì đưa nước vào bao nhiêu thì là đủ để đảm bảo cho đủ ăn và uống cho cả hai người, cho cả mẹ và cho cả sơ sinh để có tạo sữa. Bây giờ em tiếp tục em tư vấn cho người ta về cách chăm sóc vú, để người ta hướng dẫn ra cách nuôi con bằng sữa mẹ. Rồi em tư vấn cho người ta về cách mặc gì, tắm thế nào,
gội đầu thế nào, chải đầu thế nào, nhiều lắm. Sau đó tư vấn cho ta về chế độ ngủ, chế độ đi lại, chế độ vận động, khi nào thì gieo bụng, khi nào tập gym, rồi tư vấn cho người ta về sinh hoạt tình dục ở thời điểm nào, hướng dẫn người ta cách chế độ của nó ra làm sao, vân vân và vân vân. Thế về sơ sinh thì các em cần phải theo dõi, tư vấn cho bệnh nhân về cách theo dõi sơ sinh, ví dụ là theo dõi về mặt hô hấp thế nào, mặt tuần hoàn thế nào, mặt màu sắc da, phải bàn giao sớm của nó như thế nào, tư vấn về chăm sóc mắt, chăm sóc rốn, chăm sóc các lỗ tự nhiên khác, tư vấn về cách tắm bé, tư vấn về cách cho bé bú thế nào, theo trình luôn một số bạn nó như thế nào, rồi tư vấn cho sản phụ về các cái công tác tiêm phòng cho sơ sinh, vân vân và vân vân. Thì tùy từng bệnh nhân một có nhiều điểm khác nhau, em phải cần tư vấn khác nhau chứ không ca nào giống ca nào cả nhé. Xin mời các em khác. Em thấy thế cho em hỏi là trong trường hợp sản phụ sau sinh mà bị bế sản ấy, thì ngoài cái tác động cơ học tử cung trên thành bụng ấy, thì còn sử dụng thuốc gì không ạ? Thuốc nhiều chứ. Thuốc đơn giản nhất là ra chợ mua người ta mấy mớ rau ngót, xong rồi canh canh rau ngót. Thứ hai là phải bắt bệnh nhân phải đứng dậy, đi lại hoặc ngồi, không được để cho bệnh nhân nhịp tiểu, bí tiểu, bị táo bón hoặc là bị đi ngoài. Thế rồi sử dụng các cái tác nhân khác, ví dụ tác như các nhân về mặt dược lý học, như em sử dụng oxytocin tiêm, nó tống co bóp được, tống sản dịch ra ngoài, chứ đừng để nó đọng quá 24 giờ, nó gây ra viêm mủng tử cung là nặng nề lắm các em ạ nhé. Đấy là cái thông thường thôi, đơn giản. Được ạ. Em khác bật xem. Em thưa thầy là tư vấn cho bệnh cho sản phụ mà sau sinh mà muốn tránh thai ấy ạ, thì mình tư vấn như thế nào ạ? Tư vấn cho họ thì em tư vấn các biện pháp phòng tránh thai hiện đại, bây giờ em tư vấn cho người ta từng bệnh nhân một, em tư vấn khác nhau. Ví dụ ở bệnh nhân này mà bị mổ lấy thai thì không thể tư vấn cho người ta đặt vòng được, em tư vấn biện pháp là khác. Ở bệnh nhân kia người ta lại bị béo phì sau 3 năm tuổi lại không dùng thuốc tránh thai được, tư vấn một biện pháp khác. Ở nhà nọ thì ông chồng không thích đi bao cao su, nên mình tư vấn một cách khác. Em phải gặp bệnh nhân hỏi cái gia cảnh người ta để em tư vấn cụ thể em nhé. Dạ vâng ạ. Mời các em nói thầy là chọc ối với cả tia ối thì khác nhau thế nào hả thầy? Em nói là chọc ối với cả tia ối. Chọc ối thì với tia ối thì thực ra đấy là cái câu từ người ta nói thôi, nhưng mà thông thường trên lâm sàng người ta dùng từ là bấm ối em ạ. Bấm ối tức là người ta sử dụng cái dụng cụ y tế để người ta làm vỡ màng ối chủ động để ối thoát ra ngoài. Thế còn cái từ chọc ối thì nó dùng rộng hơn em nhé. Ví dụ như tôi muốn lấy cái nước ối qua thành bụng để tôi làm xét nghiệm chẳng hạn, ví dụ tôi làm kiểm tra xem là có bệnh lý di truyền không, thì tôi chọc ối em nhé. Ý là như vậy. Còn tia ối là gì? Ở những bệnh nhân mà bị dư ối hoặc là đa ối ấy, thì người ta phải dùng pháp tia ối, tức là gì? Người ta dùng kim chọc một lỗ nhỏ li ti ở trong ở cái màng ối ấy, qua cổ tử cung, sau đó để cho nước ối nó chảy dỉ ra, nó sẽ chảy hàng tiếng đồng hồ để cho nước ối nó sẽ gì ạ? Giảm đi. Từ từ ra. Để tránh cái chuyện là khi các bạn bấm bối ối nó vỡ ào ra một cái thì bệnh nhân sẽ có rơi vào trạng thái sốc do giảm áp lực tiêu ối chưa, thì cái đấy gọi là tiêu ối. Ba cái nó khác nhau như vậy. Thế ơi, thì cái tiêu ối đấy về sau cái vị trí mà bấm cái vị trí mà đưa cái dụng cụ và đưa kim vào thì nó có qua cổ tử cung thì nó có liền đúng không, nó có không? Đã tiêu ối tức là các em là một hình thức bấm ối bằng lỗ nhỏ thì gọi là tiêu ối. Nó là bấm ối nếu mà bệnh nhân mà có cái đa ối trước đấy mà chưa đến chuyển dạ thì có tiêu thì phải ối trong ối hút nước ối qua bằng đường bụng để rút bớt nước ối đi đúng không? Cái đấy gọi là trong ối để rút bớt nước ối đi. Cái đấy thì về sau cái màng ối vị trí đấy nó cũng liền hay là nó có cái tổ chức nào nó ép thì nó cầm liền chứ. Các thầy vừa mới nói xong là người ta còn mổ nội soi vào trong tử cung cơ mà.
Vâng. Cái đường kính của cái camera nội soi nó 5 mm rồi các em, nó còn tự liền được cơ mà, lo gì. Vâng ạ. Em cảm ơn thầy. Dạ em cảm ơn thầy. Xin mời các em. Mời các bạn. Còn em nào hỏi gì nữa không? Em thưa thầy là đối với bệnh nhân mà ở thời kỳ tiền mãn kinh có u xơ tử cung dưới niêm mạc biến chứng chảy máu nhiều, sau khi mà mình phẫu thuật xong thì mình có cần phải theo dõi định kỳ để kiểm tra cái biến chứng ung thư không ạ? Ung thư hóa ấy. Cái vấn đề là em sử dụng phương pháp nào? Ví dụ như em cắt riêng cái u xơ dưới niêm mạc đấy, hay là em cắt tử cung bán phần, em cắt được cung hoàn toàn, nhưng mọi phương pháp thì nó đều đưa đến một cái kết quả chung là cái bệnh phẩm đấy ra phải được làm giải phẫu bệnh lý. Nếu như nó trả lời là ung thư thì em phải xử lý bệnh nhân đó như là một bệnh nhân bị ung thư thân tử cung. Còn nếu nó không phải là ung thư thì bệnh nhân sẽ phải tái khám như tất cả các bệnh nhân bình thường khác. Em rõ chưa? Dạ rồi, em cảm ơn thầy ạ. Còn em mà nữa không? Em mà hỏi gì nữa không? Dạ, em thấy là trong cái hệ thống tính điểm của Manning á, em thấy có một cái yếu tố là cử động, đánh giá về cử động hô hấp ấy, thì có cái 30 phút có một cử động thở sâu kéo dài của thai nhi, thì cái cử động thở này của thai nhi thì đánh giá kiểu gì ạ? Thực ra cái đấy bọn em học nó hơi chuyên sâu rồi. Đấy nó ít sử dụng trên lâm sàng. Đấy ít sử dụng. Nhưng mà cái cử động thở thì em đã không hiểu là trong thai nhi á thì thai nhi đó thai gì á không có cử động thở. Về cái thở cái đau ý có nói là cái tiểu tuần hoàn của thai nhi đã phải hoạt động, mà muốn hoạt động thì phổi nó phải nở. Mà người ta muốn nói là cử động của thai khác và cử động thở khác em nhé. Thai nhi nó cử động khác, cử động thở khác. Ý là muốn nói là phản ứng của thai nhi đó đối với các cái kích thích. Thì thai nhi ở trạng thái ngủ hay thai nhi ở trạng thái nó đang được kích hoạt chẳng hạn. Ý người ta muốn nói là như vậy, không muốn nói như em là nói về kiểu cử động thở em ạ. Trong bụng thì mẹ thai nhi không thở được em ạ nhé. Dạ vâng, tại trong sách ghi là cử động thở và cử động hô hấp ạ. Sách đấy nó không chính xác em ạ. Có thể lồng ngực của thai nhi nó có biến chuyển về mặt lồng ngực, nhưng không thể nói đấy là cử động thở được em ạ. Vâng. Mời xem khác nào. Em thầy là thầy nói cho bọn em cái cách tư vấn cho bệnh nhân mà trong quá trình thai nghén mà bị viêm gan virus B ạ. Bệnh nhân bị viêm gan virus B. Cả mẹ thì em muốn hỏi là bệnh nhân đang có viêm gan virus B cấp hay là bệnh nhân có mắc cơ viêm gan virus B? Ví dụ bệnh nhân có HBsAg dương tính ạ. Thì tư vấn cho thế là bệnh nhân đấy đã từng bị viêm gan B và hiện tại trên cơ thể thì còn có kháng nguyên vỏ của virus viêm gan B đúng không? Vâng ạ. Thì những bệnh nhân đó thì các em buộc thứ nhất là phải thăm khám lâm sàng và làm xét nghiệm cho bệnh nhân xem hiện tại bệnh nhân còn trong giai đoạn là viêm gan tiến triển hay không. Nếu còn thì cần phải phối hợp các bác sĩ truyền nhiễm để điều trị cho bệnh nhân thật ổn định. Còn nếu bệnh nhân đó có men gan ổn định, lâm sàng diễn biến hoàn toàn bình thường thì em chỉ cần khuyên bệnh nhân đó là cái nguy cơ lây chuyển viêm gan B sang con rất cao, nên là sơ thai nhi và sơ sinh đó là sau khi sinh ấy, thì buộc phải sử dụng cả vaccine và cả huyết thanh của viêm gan B em ạ. Tốt nhất là trong vòng 24 giờ đầu em tư vấn cho thầy thế là được. Vì thế là tất cả các cơ sở y tế thì đều buộc phải tiêm vaccine viêm gan B theo chương trình quốc gia rồi. Còn với cái huyết thanh thì hiện tại thì các gia đình thường là đi mua và các cơ sở y tế tiêm cho sơ sinh để đảm bảo an toàn. Và sơ sinh đã tiếp tục được theo dõi và tiếp tục tiêm vòng vaccine viêm gan B theo chương trình cấp quốc gia nhé. Em rõ chưa? Dạ em rõ rồi ạ.
với cân khác. Em thầy thì cho em hỏi là cái thời điểm mà dùng kháng sinh dự phòng ạ, thời điểm ạ. Thời điểm cùng kháng sinh dự phòng thì tùy thuộc vào từng bệnh nhân, để được bệnh nhân đang mổ hay là không mổ. Ví dụ như ở bệnh nhân mà có các cái ca kiểu phẫu thuật về sản của khoa thì kháng sinh được tiêm trước thời điểm rạch ra là khoảng 30 phút đối với mổ phụ khoa. Em nhé. Còn với mổ sản khoa thì sau khi lấy em bé ra, dây rốn được kẹp thì bắt đầu tiêm. Đấy là về bệnh nhân phải mổ. Còn với bệnh nhân mà chuyển dạ thì khi nào mà bệnh nhân vào viện mà ối bị vỡ thì ta cho sử dụng kháng sinh đó. Thế và liều thứ nhất là trước thời điểm thai nhi sổ ra ngoài, liều thứ hai là trong vòng 6 giờ sau khi đẻ. Em rõ chưa? Dạ rồi ạ, em cảm ơn thầy ạ. Còn em nào hỏi gì nữa không? Mời các em. Em thưa thầy là cho em hỏi là mổ bệnh phẩm mà sau khi mình làm thủ thuật phá thai thì khi nào thì có chỉ định làm giải phẫu bệnh ạ? Khi nào mà nghi ngờ có biểu hiện bất thường hoặc theo trưng cầu của cơ quan pháp luật. Ví dụ như em xác định là cái mẫu bệnh phẩm đó mà nó do thai nhi dị dạng hoặc do tác động của yếu tố ngoại lai như là yếu tố có độc dược chẳng hạn, vân vân và vân vân. Hoặc thứ hai là cơ quan giám định họ trưng cầu mang giám định xem đấy cái thử thai là bao nhiêu tuần để mang ra tòa thì hẳn làm cái việc đó. Còn thông thường người ta không làm em ạ nhé. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Mấy em khác. Em nghĩ dần câu hỏi nhé, tôi sẽ giải đáp tiếp theo. Chúng ta chuyển sang cái phần thứ hai. Thầy muốn nói một số những cái trọng tâm để cho các em tổ chức ôn thi lý thuyết và thi thực hành cho nó tốt. Thứ nhất là về phần thi lý thuyết. Các em đã được học tổng số là 96 tiết lý thuyết và 250 tiết thực hành. Về mặt nguyên lý là học đâu thì ở đấy. Tuy nhiên thì các em cần tập trung vào một số những cái mặt bệnh, những bệnh lý mà khi đi lâm sàng thường hay gặp. Ví dụ như u xơ tử cung, u nang buồng trứng, trở ngoài tử cung, đẻ thường và đẻ qua đường âm đạo và mổ lấy thai. Đây là tất cả những vấn đề lớn. Và quanh một vấn đề lớn thì có rất nhiều các cái vệ tinh xung quanh. Thầy lấy ví dụ, quanh vấn đề về đẻ thường đẻ theo âm đạo thì phải có chẩn đoán ngôi thế và kiểu thế, có cơ chế đẻ, phải có theo dõi chuyển dạ, rồi phải có chỉ định bóc rau, chỉ định kiểm soát tử cung, rồi chỉ định đẻ chỉ huy, nghiệm pháp lọt, thế rồi chỉ định cắt may tầng sinh môn, vân vân và vân vân, rồi chăm sóc sản phụ và sơ sinh sau khi sinh chẳng hạn. Thì đấy là một cái cụm, các em phải đọc rộng ra một chút. Thế thì các em cần lưu ý là để làm cái bài thi lý thuyết tốt thì trong một bài thi của các em thì thường khi thi tốt nghiệp thì sẽ có 6 câu và khoa sản thì thường chỉ là một trong số 6 câu đấy mà thôi. Nên là khi các em đi thi các em cần hết sức lưu ý, một là khi làm bài thì phải có phần mở bài, phần thân bài, phần kết luận. Trong phần mở bài các em cần phải nêu các cái khái niệm về cái vấn đề mà người ta hỏi. Phần thân bài thì các em cố gắng các em trả lời bằng gạch đầu dòng cho đủ ý trước, sau đó mới thành phân tích từng ý ra. Ví dụ một phần thân bài đã có 10 ý thì các em phải cho tôi 10 cái gạch đầu dòng đủ 10 ý trước. Sau đó từng ý một em phân tích sâu được bao nhiêu thì sâu. Thì khi chấm theo ba em thì người ta chấm theo ý.
Cái thứ ba là các em cần hết sức lưu ý là khỏi phải có phần kết luận, em có tóm lại và em có kết luận, thì phần kết luận và phần mở bài người ta cũng đã tính được 20% số điểm rồi. Đủ ý nữa, có phân tích thì mới được thêm 70% số điểm, còn lại 10% là điểm trình bày. Em hết sức lưu ý cái chuyện này giúp cho. Và nên nhớ là khi đã mất công học thì học nó đồng đều, cả nội, cả ngoại, cả sản, cả nhi, cả lây, tất cả phải học một chút, chứ đừng bỏ một câu nào trong 6 cái câu trong cái bài thi của mình. Em bỏ một câu là các em mất 1/6 số điểm. Môn sản em có được 10 điểm mà môn kia không điểm thì chia đôi ra chỉ được có 5 điểm thôi. Nên là khi làm bài này cần phải hết sức lưu ý trong bài thi lý thuyết. Em nghe được không? Nghe thầy nói không? Có ạ. Cái thứ hai là nếu chẳng may và cái bài thi lý thuyết đó, cái câu thi lý thuyết đó của cái bộ môn đó mà mình không nhớ được hết, thì cố gắng nặn ở trong đầu ra, nặn bắt cái gì ra để có một chút kiến thức về cái chuyên ngành đó và viết vào đấy cho thầy. Không được để giấy trắng, nhớ chưa? Để giấy trắng là không cho em một điểm điểm nào cả. Nhưng có công viết các thầy thương tình cho đến 2 điểm, cộng lại với bên kia 8 điểm thì nó cũng là phù hợp rồi. Vì các bạn được một câu 10 điểm bây giờ là khó khăn lắm. Thì các em cần hết sức lưu ý như vậy. Cái vấn đề thứ ba trong khi thi lý thuyết, thầy dặn các em tuyệt đối không được đánh dấu bài mình. Các thầy các cô khi đi thi tốt nghiệp phần lớn đều rất thương cố gắng mới đông tìm vết. Quan điểm của thầy ấy là khi học thì phải giã cho ra bã để các học nó nghiêm túc, còn khi thi là cái thi tốt nghiệp ấy phải đuổi anh các chị đi về các tuyến dân đi là vụ, chứ giữ lại trường nhìn mặt thầy là vì cho ghét thầy hơn ra. Nên thầy cố gắng để cho các anh các chị ra, nhưng mà phải có cái cớ là phải có chữ ở đấy, như thế cô mới chấm được. Tuyên thì cố gắng như vậy và không được đánh dấu bài. Nếu để bài mình mà lộ ra những bài khác thì khi người ta chấm phúc khảo thì bài ấy coi là bài phạm quy. Và vấn đề thứ ba đó là tuyệt đối không được quay cóp, không được mang theo các phương tiện điện tử vào để mà tiến hành quay cóp. Người ta bắt được một cái là cả công 6 năm học là vứt đi. Có kém mấy các thầy cô có vứt bát cho 5 điểm được, nhưng mà vi phạm thì chịu, không gỡ được đâu. Em nhớ giúp thầy nhá. Em nghe được không? Dạ vâng ạ. Thế còn cái phần thi thứ hai quan trọng hơn, đấy là phần thi lâm sàng. Trong phần thi lâm sàng thì có 3 phần cơ bản. Một là bệnh án, hai là thi thực hành, và ba là trả lời vấn đáp lý thuyết. Người ta sẽ chấm 4 kỹ năng. Một là kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân, hai là kỹ năng khám bệnh, ba là kỹ năng làm bệnh án, và bốn là khối kiến thức chung. Trong số 3 phần thi thì phần bệnh án và phần thực hành là hệ số 1, phần kiến thức chung là hệ số 2. Có cái thuận lợi bây giờ là các em được thi theo cụm, đỡ vất vả hơn ngày xưa. Và một bàn thi thì người ta hỏi cả bệnh án, cả chấm thi thực hành, cả đánh giá kỹ năng giao tiếp và cả hỏi thi lý thuyết lâm sàng. Ví dụ việc cân đối điểm là thuận lợi cho học viên hơn, em sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng tuy nhiên cần hết sức lưu ý, một là phải tập làm bệnh án từ bây giờ, dù là muộn rồi. Bây giờ các em cần làm một cái bệnh án trong vòng 30 phút. Tại sao phải là 30 phút? Các em làm ở nhà là mất 30 phút, tính từ khi các em ghi là bệnh án thi tốt nghiệp quốc gia môn ngoại sản, làm hồi giờ ngày, cho đến khi các em dừng bút, các em viết là bệnh án kết thúc hồi giờ ngày, ký những dọ tên ở phía dưới là trong vòng 30 phút thôi. Các em xuống dưới cái hội trường điều hành thi, các em bốc bệnh nhân thi, tìm được khoa của các bệnh nhân đó, chào hỏi bệnh nhân xong, các em mất 15 phút rồi. Các em hỏi bệnh cho bệnh nhân để làm bệnh án phải mất 30 phút.
em thi thực hành phải mất 20 đến 25 phút nữa. Thế là như vậy là các em mất từ 1 tiếng 10 phút đến 1 tiếng 15 phút rồi. Các em buộc phải làm bệnh án trong vòng 30 phút để bớt lại 15 phút. Căn cứ vào cái chẩn đoán, hướng xử trí của bệnh án đấy để em tung ra khoảng độ 10 cái câu hỏi phụ xung quanh cái bệnh án của mình để hy vọng là khi vào hỏi thi lý thuyết lâm sàng các thầy hỏi trùng lặp được 1/3 trong số đó thì mình mới chắc thắng được. Bệnh án làm không tốt thì các em không có chẩn đoán thì không tự tin trong phần thi thực hành cũng rất nguy hiểm. Chính vì vậy cái gì làm được bây giờ là phải làm. Các em lấy lại cái mẫu bệnh án của các khoa trong đó đối với bộ môn phụ sản có hai bệnh án quan trọng là bệnh án sản khoa và bệnh án phụ khoa. Các em tập làm đi và đặt bút bắt đầu làm đến khi kết thúc là 30 phút ở nhà, thì vào đến khi thi tim đập chân run viết thành 40 phút thì chúng ta mới đủ thời gian để chuẩn bị các cái việc khác. Em rõ cả chưa? Rõ chưa nào? Em nghe thấy không? Dạ vâng ạ, rõ rồi ạ. Cái thứ hai là phần thi kỹ năng giao tiếp. Các bạn cứ hai bạn cặp một lập một cái bảng giao tiếp, tưởng tượng ra là vào gặp bệnh nhân thì chào thế nào, giới thiệu tên tuổi thế nào, nói mục đích của cuộc khám nó như thế nào, nhờ vả người ta như thế nào. Phải giao tiếp với bệnh nhân một cách lễ phép, phải một cách nhẫn nhịn và chu đáo, ân cần nhất, đã chấm từng ly từng tí một. Mỗi một cái kỹ năng giao tiếp các thầy có 20 tiểu mục chấm với 3 mức độ là tốt, trung bình và kém. Nói với các em biết là như vậy. Thế khi mà các em giao tập giao tiếp tốt xong thì các em cũng phải học cách giao tiếp để liên quan đến tư thế của bệnh nhân lúc nói chuyện với mình, tư thế bệnh nhân lúc mà chúng ta thực hành thao tác khám, rồi giao tiếp trong lúc khám, và đặc biệt không được quên là làm xong rồi thì phải bộc lộ lại quần áo cho bệnh nhân như trước khi chúng ta kéo ra người ta, có đừng quên cảm ơn bệnh nhân, là chấm dứt những cái chuyện đó. Thì những tình huống giao tiếp các em phải một bạn đóng giả là bệnh nhân, bạn kia đóng vai là người đi thi và giao tiếp với nhau và lại làm ngược lại để tập đi cho nó quen đi. Vấn đề tiếp theo thầy muốn nhắc là cái chuẩn bị khi đi thi. Chuẩn bị khi đi thi các em cần phải nhớ là các em cần phải chuẩn bị thật là chi tiết, thật là đầy đủ. Kinh nghiệm nó thấy các em nên chuẩn bị một cái xăng khoảng độ 1m2 màu trắng, các em trải ra và trên cái xăng đấy các em để cho thầy từ cái huyết áp, cái ống nghe tim phổi, cái búa phản xạ, rồi cái kim để đánh giá về mặt phản xạ, thế rồi vân vân và vân vân, từ thước dây, rồi từ cái bút chì màu để đánh giá, để khám về thị lực màu, thế rồi cái dụng cụ bằng kim loại để đánh giá về cái cảm giác nóng lạnh, vân vân và vân vân. Tôi đến chi tiết hơn nữa là em lấy một cho thầy một tờ giấy A5 đi cùng để kẹp vào tay bệnh nhân để đánh giá thì bệnh nhân ấy có run tay hay là không, vân vân và vân vân. Thì cái ngay cái chuyện các em chuẩn bị đầy đủ với cả những cái đó em cho vào trong một cái ba lô, đừng quên cái đôi găng tay vô khuẩn để bóc ra khi mà bóc vết mổ của bệnh nhân, đừng quên cái đôi găng tay thông thường để chúng ta đi vào khi chúng ta thăm khám cho bệnh nhân, đừng quên cả cái đồng hồ để chúng ta bắt mạch cho bệnh nhân, đừng quên cả cái bút đánh dấu trên cơ thể bệnh nhân, chứ tuyệt đối không dùng bút bi viết để đánh dấu trên người của bệnh nhân. Em nghe rõ chưa? Dạ rồi ạ. Dạ rồi. Thế sau khi mà chuẩn bị về mặt tủ y xong thì chuẩn bị cho chúng ta là cái gì? Các bạn dù là nam hay là nữ thì phải để phần một cái bộ quần áo công tác có mũ, có mạng, có quần, có biển tên, giặt sạch là phẳng.
Thứ hai là các bạn nam thì và bạn nữ thì lưu ý là móng tay phải cắt gọn, không có đeo vòng, không có đeo lắc khi mà đi thi. Và bạn nam giới thì phải nhớ phải cắt tóc cho nó gọn, bạn nữ thì buộc tóc gọn để tất cả vào trong cái mũ công tác của mình. Và cô nào mà có thích trang điểm một chút thôi, chứ đừng có lè lẹt quá vào hội đồng thi ức chế. Thế còn về vấn đề khám thì các em cần hết sức lưu ý là các em học lại toàn bộ các thao tác khám của vòng 1, chủ yếu tập trung ở bên ngoại, là tập trung vào các thao tác khám của chấn thương, thao tác khám của ngoại tiêu hóa. Còn về vấn đề sản khoa thì các thầy phần lớn là cũng chỉ hỏi chung theo các thao tác khám tiêu hóa thôi. Ngoài ra có thể hỏi thêm là khám đánh giá độ co hồi tử cung, khám đánh giá vết mổ, khám đánh giá các điểm đau liên quan đến chuyên ngành phụ sản. Em cần phải lưu ý chuyện đó. Và khi khám bệnh nhân thì vài vấn đề giao tiếp ra, thì vấn đề tư thế khám như thế nào, thao tác khám nó ra làm sao, thì các em chỉ cần đó báo cáo hội đồng em xin phép được khám. Sau khi em thăm khám xong, các em bảo tư thế em khám xong, em sẽ được báo cáo kết quả khám. Chứ không nhất thiết nếu hội đồng không hỏi thì không được vừa nói vừa giảng giải giảng bài cho hội đồng. Chúng ta tự biết quan sát để người ta đánh giá. Và việc của em vô đấy khám là các em cần phải khám và các em quan sát với bệnh nhân thì hội đồng người ta đánh giá cho tốt, chứ không phải là các em quay lại để các em giảng cho hội đồng nghe về cái bài khám đó thì người ta không hỏi. Thì vấn đề khám là như vậy. Em rõ cả chưa? Được rồi ạ. Vấn đề giao tiếp thì đã nói, vấn đề chuẩn bị khám thì cũng đã nói, vấn đề khám thì cũng đã nói, bệnh án thì đã nói rồi. Ta sang vấn đề quan trọng nhất là trả lời câu hỏi khi ngồi vào vấn đáp về lâm sàng. Thì khi vào bàn thi lâm sàng thì việc đầu tiên các em phải đứng nghiêm và báo cáo. Kính thưa thầy hội đồng, em tên là như thế này, số ba danh bao nhiêu, em xin phép được vào thi. Thầy sẽ bảo là mời em ngồi, em mới được ngồi vào. Khi các em vào ngồi vào thì các em cần phải chuẩn bị sẵn một tờ giấy nháp có dấu của ban giáo vụ và cầm sẵn cái bệnh án thi mà mình đã chuẩn bị. Hội đồng khoảng 99% sẽ chỉ bắt các em đọc phần hành chính và phần kết luận của bệnh án. Vì vậy hai phần này phải làm tuyệt đối kỹ càng hơn so với những cái phần khác. Sau khi đọc xong cái phần hành chính và kết luận thì hội đồng người ta được quyền chất vấn xung quanh cái phần bệnh án của các em. Lúc này chưa tính vào kết quả thi mà vẫn tính vào kết quả của bệnh án thôi. Sau khi mà trả lời xong xung quanh cái bệnh án thì nếu bệnh nhân đó có phim thì các em phải đọc phim X quang. Chính vì vậy các bạn nào mà không may rơi vào bệnh nhân của lồng ngực, của B9, của trung tâm chấn thương hình hình thì phải học cách đọc phim cho nó chuẩn. Sau đó thì hội đồng sẽ hỏi. Thì thường các thầy trong hội đồng sẽ dành cho thầy có bệnh nhân mà các em làm bệnh án được quyền hỏi trước ít nhất là 2 câu. Rồi các thầy còn lại mỗi thầy sẽ hỏi 1 câu. Tổng số câu các em cần phải chuẩn bị là từ 3 đến 5 câu ở đợt thứ nhất. Khi người ta hỏi như vậy thì các em cầm cái tờ giấy nháp khi mà có dấu của ban giáo vụ ấy, các em ghi câu 1, xong rồi các anh bỏ cách ra khoảng 5 đến 7 dòng, ghi câu 2, bỏ cách ra 5 đến 7 dòng đến ghi cái câu NN. Và dù có những câu mình đã chuẩn bị tốt khi mà mình đã đang làm bệnh án rồi thì vẫn phải nhớ là mở mồm nói lại xin phép các thầy các cô cho em suy nghĩ vài phút. Em nhớ chưa? Em rõ chưa? Dạ vâng ạ. Tại sao phải suy nghĩ vài phút? Mỗi một em sẽ có thời gian thi lý thuyết lâm sàng từ 30 cho đến 45 phút. Các em trả lời nhanh, người ta hỏi thêm lần nữa. Và học viện không quy định là học sinh phải trả lời 20 câu mới được 10 điểm.
mà chỉ cần là học sinh trả lời hết các câu hỏi của hội đồng là được điểm cao rồi. Chúng ta trả lời càng nhanh thì người ta sẽ hỏi thêm câu khác, hỏi mãi chúng ta sẽ bịt mất. Thế các em cứ xin nghĩ đã. Thế sau khi nghĩ xong rồi thì hội đồng người ta bảo yêu cầu học viên trả lời, thì các em tuyệt đối không được nói là em thưa thầy, em xin phép trả lời câu của thầy Trung, câu của thầy Dũng A, không nói như thế. Vậy, xin thầy em xin phép trả lời câu 1, câu 2, câu 3 để mình tạo thiện cảm chung đối với hội đồng. Chị em cứ nâng tôi lên, ông khác ông ghen tức thì ông lại hạ điểm của em xuống. Cái thứ hai là nếu trong quá trình mà ta ra câu hỏi, các em chép câu hỏi đấy, nếu như một trong số các câu hỏi các em không biết một tí gì thì các em cần phải nói ngay là em thưa thầy, trong cái quá trình mà chúng em đi học thì do dịch Covid-19 nên là cái bài này chúng em học chưa kỹ, xin thầy đổi cho em câu hỏi khác. Thì sẽ đổi cho em câu hỏi khác, và cái đổi này không trừ điểm. Nhưng nếu các em đã suy nghĩ rồi, bắt đầu trả lời đến câu các em tịt mà ta đổi những câu hỏi khác thì em bị hạ một cấp, từ giỏi xuống khá, từ khá xuống trung bình, từ trung bình xuống trượt mất. Em rõ lời thầy chưa? Vâng ạ. Thì sau khi mà trả lời thì nhìn thẳng vào cái thầy trưởng bàn hoặc là cái thầy đang hỏi cái câu hỏi trả lời, mắt nhìn thẳng tự tin, đọc chậm rõ ràng, nhìn mặt của ông ấy, ông ấy cũng là người thôi. Thế nếu mà mình trả lời đúng thì bạn ông ấy tươi rói lên, ông ấy bảo sao đọc tốt thế, vì tâm lý của thầy khi đi thi là muốn hỏi cho học sinh trả lời được. Nếu không hỏi thầy không trả được thì ông bên cạnh bảo thằng cha này chả biết hỏi câu gì, học sinh cho khó thế, con lại phải họp hội đồng lại báo cáo với học viện. Khi các em trả lời mà mặt ông ấy tươi thì là đang nói đúng, thì mạnh dạn cứ trình bày từ tốn thêm. Nhưng nếu mà mặt ông nhăn như cái bị thì phải đọc chậm lại. Và nếu chẳng may mà lại trả lời sai thì thường là thầy sẽ có gợi ý, thì khiêm tốn lặng lẽ để thầy gợi ý xong thì mạnh dạn đọc lại những lời các thầy vừa mới nói với mình. Thì thành công trả lời của mình, thầy là gì, là mình sống lâu thì thành thầy thôi, thầy không phải là siêu nhân, nên là phải nắm tâm lý như thế để mà thi cho nó tốt. Thế khi trả lời đến 3 câu, 5 câu, 7 câu thì nếu trả lời được tất cả rồi, đừng có hưng phấn quá, thì thầy hỏi thêm câu nào, thế có muốn nghe thầy hỏi thêm một câu, hai câu nữa không? Điểm mình đang cao thì bảo thầy xin thôi thầy ạ, thì em biết là trình độ em còn có hạn lắm, cũng mong có thể giúp đỡ em thì cho em thôi. Thì lúc ấy mình dừng lại thì điểm nó cao. Thì lúc đấy mày máu lên bảo em thích câu hỏi khó hơn, thì thầy hỏi những câu khó lại tìm, thì không trả lời được thầy lại không cho điểm cao nữa, thì rất là thiệt. Nên là khi đi thi, cái quan trọng nhất không phải là khối kiến thức các bạn nắm ở trong đầu của bạn, mà là kỹ năng khi đi thi. Thế sau khi mà trả lời xong rồi, các thầy bảo tôi tốt rồi mà em ra ngoài, thì đứng dậy thì nói một câu em cảm ơn thầy thôi, ra ngoài ngay, đừng có rằng thì là mà, xin xỏ gì, không có tác dụng gì đâu. Còn quan điểm của các thầy là người ta sẽ có cân đối, người ta sẽ có làm sao giúp tốt nhất cho các em. Thì trên đây là một số những cái tình huống mà các bạn hay gặp phải, hay những cái lỗi khi đi thi, và kinh nghiệm chấm thi của tôi gần 30 năm rồi tôi thấy như thế, tôi nói lại với các em như vậy. Em rõ cả chưa? Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Có hỏi gì thêm nữa không? Em rõ cả rồi gì? Dạ vâng ạ. Dừng ở đây nhá. Dạ vâng ạ. Em nhá. Em cảm ơn thầy ạ. Chúng em cảm ơn thầy ạ. Chúng em cảm ơn thầy ạ. Em chào thầy ạ. Chào em.